Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 7 tháng 5 năm 2021, giá vàng thế giới đã vượt được qua ngưỡng cản 1.800 USD. Bất chấp sự lạc quan về kinh tế Mỹ, giá vàng trong nước cũng bật lên và sát ngưỡng 56 triệu đồng trên lượng. Tuy nhiên, sức tăng không theo kịp nên vàng trong nước đang rút ngắn khoảng cách với thị trường vàng thế giới, cụ thể là 5 triệu đồng trên mỗi lượng. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trên thế giới cũng như trong nước. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, tính cho tới thời điểm trưa ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện tại giao dịch quanh ngưỡng 1.820,30 USD trên một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 50,82 triệu đồng trên lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Vậy, giá vàng đã tăng trong phiên này, bất chấp số liệu cho thấy số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng. Thị trường đang tiếp tục đón đợi báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ, trong đó số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ được dự đoán đã tăng 978.000 việc làm trong tháng trước. Theo giới phân tích tài chính cho rằng, bất chấp sự lạc quan về kinh tế, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dường như không chuyển được lập trường chính sách thích ứng của họ và lo ngại lạm phát của giới đầu tư sẽ thúc đẩy cho giá vàng. Nguyên nhân nữa được coi là yếu tố giúp vàng tăng giá là do Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp và lây lan nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới, ông và chính phủ Mỹ sẽ xem xét chia sẻ bản quyền sản xuất vaccine cho một số quốc gia. Các nhận định đưa ra từ giới kinh doanh vàng, nếu vượt qua được ngưỡng kháng cự 1.800 USD trên ounce, vàng sẽ có cơ hội tăng thêm và khả năng sẽ lên 1.850 USD trên ounce chỉ còn là thời gian. Vàng tăng giá mạnh, vượt được ngưỡng cản tâm lý quan trọng là 1.800 USD và lên đỉnh cao 11 tuần, chủ yếu do đồng USD đi xuống sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bác bỏ các bàn tán trên thị trường về nguy cơ lạm phát gia tăng. Fed có thể giảm dần việc hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn vì COVID-19. Đây là bước tăng mạnh đầu tiên sau phiên giao dịch kém lạc quan. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ đỉnh xuống dưới 1,6% và giao dịch gần mức thấp nhất trong vòng một tuần, đã khiến nhiều nhà đầu tư không còn quan tâm đến trái phiếu. Họ tập trung vốn vào thị trường vàng để tìm kiếm cơ hội sinh lời. Ngoài ra nữa, giá kim loại quý tăng mạnh còn do bất ổn tiếp tục leo thang ở khắp nơi trên thế giới. Đại dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở Ấn Độ và các quốc gia xung quanh. Ở một diễn biến khác, có hiện tượng hàng hóa tăng giá mạnh càng làm gia tăng những bất ổn vốn có, ví dụ như là sắt thép tăng vọt. Giá lương thực thế giới trong tháng 4 năm 2021 đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp, chỉ số giá lương thực thế giới ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Hiện nay, các nhà đầu tư còn chờ đợi thêm báo cáo hàng tháng về thị trường việc làm tại Mỹ. Thông tin này sẽ cho thấy rõ hơn về tình hình thực tế của kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây. Như vậy, giá vàng thế giới đã được thúc đẩy tăng dựng đứng bởi đà giảm của đồng USD vào ngày hôm nay và khi lợi suất trái phiếu giảm, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn. Từ đó, nhiều người đã quyết định đưa vốn trở lại thị trường vàng giúp đẩy giá leo thang. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước thì trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, tiếp tục bật tăng theo xuống của thị trường vàng thế giới và ghi nhận mức tăng từ 100.000 cho đến 220.000 đồng trên lượng tại các hệ thống cửa hàng. Trong đó, vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng bán ra lần lượt là 55,94 cho đến 55,96 triệu đồng trên lượng, tăng 190.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều. Tập đoàn Doji vàng bạc đá quý Phú Nhuận và tập đoàn Phú Quý ghi nhận vàng SJC đồng loạt tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng lần lượt 120.000 đến 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Còn tại ngân hàng Exim Bank, giá vàng mua vào và bán ra tăng nhiều nhất là 220.000 đồng trên lượng so với các hệ thống khác. Đối với loại vàng 24K trong phiên giao dịch trưa nay, ghi nhận đảo chiều tăng mạnh từ 250.000 cho đến 400.000 đồng trên lượng tại một số hệ thống kinh doanh. Tăng ghi nhận nhiều nhất là 400.000 đồng trên lượng ở tập đoàn Phú Quý và hệ thống P&G. Còn đối loại vàng 18K thì sao? Giá vàng 18K cũng đồng loạt quay đầu tăng, tăng 190.000 đồng trên lượng cho đến 300.000 đồng trên lượng theo cả chiều mua và bán so sánh với mức giá ghi nhận được hôm 6 tháng 5. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối nay, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng,
chiều mua vào là 55.590.000, bán ra 55.940.000, tăng 240.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán. STC Hà Nội mua vào 55.590.000, bán ra 55.960.000, cũng tăng 240.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 55.600.000, bán ra 55.900.000. Doji Hà Nội mua vào 55.550.000, bán ra 55.900.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 55.500.000, bán ra 55.900.000. Phú Quý STC chiều mua vào là 55.610.000, bán ra 55.910.000. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank chiều mua vào 55.650.000, bán ra 55.850.000. Ngân hàng ACB mua vào 55.550.000, bán ra 55.800.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Trong phiên chiều tối nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tăng mạnh, tăng 240.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Cụ thể, SJC Đà Nẵng mua vào 55.590.000, bán ra 55.960.000. SJC Nha Trang mua vào 55.590.000, bán ra là 55.960.000. SJC Cà Mau mua vào 55.590.000, bán ra 55.960.000. STC Bình Phước mua vào 55.570.000, bán ra 55.960.000. STC Huế mua vào 55.560.000, bán ra 55.970.000. STC Biên Hòa mua vào 55.590.000, bán ra 55.940.000. STC Miền Tây mua vào 55.590.000, bán ra 55.940.000. STC Quảng Ngãi mua vào 55.590.000, bán ra 55.940.000. STC Long Xuyên mua vào 55.610.000, bán ra 55.990.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang STC. Trong phiên chiều tối nay, giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang STC dao động tăng trong khoảng từ 117 cho đến 280.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhẫn bốn số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 51.900.000, bán ra 52.500.000. Vàng bốn số 9 mua vào 51.500.000, bán ra 52.200.000. Hai loại vàng này đều tăng 280.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 24K mua vào 50.683.000, bán ra 51.683.000. Vàng 18K mua vào 37.304.000, bán ra 39.304.000. Vàng 14K mua vào 28.586.000, bán ra 30.586.000. Vàng 10K mua vào 19.920.000, bán ra 21.920.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 51.900.000, bán ra 52.600.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Nhẫn STC 24K mua vào 51.900.000, bán ra 52.500.000, tăng 280.000 ở cả chiều mua và chiều bán. PNG Nhẫn 24K mua vào 51.900.000, bán ra 52.500.000. PNG Nữ Trang 24K mua vào 51.300.000, bán ra 52.100.000. PNG Nữ Trang 18K mua vào 37.830.000, bán ra 39.230.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.